là chuyên môn hình mạng. Thực chất thì chúng ta sẽ thấy là bản chất cái chương 6 chính là bài toán luật tính tính, nhưng nó đang thể hiện cái mối liên quan bằng cái hình vẽ, đó là cái sơ đồ mạng. Như vậy khi đã nói sơ đồ mạng, đó là một sự liên quan, chúng ta sẽ bắt đầu đề cập tới việc đó. Như vậy khi nói một hình mạng thì ta sẽ thấy là xét về mặt thể hiện đó chính là gì? Đó sự liên kết giữa các hình tròn, đó là các cái nốt, được gọi đó là các cái điểm, đúng không? Các mũi tên chỉ sự liên hệ, chỉ cái hướng dịch chuyển của có thể là nguyên liệu, các cái sản phẩm hoặc là các cái cá nhân. Giống như chúng ta sẽ thấy cái ví dụ về cái bài toán đường ngắn nhất, ví dụ để chúng ta gọi đó là cái chức năng liên quan tới mũi tên và hình tròn, thì ta sẽ có các cái mô hình đề cập sau, mô hình bài toán vận tải. Bài toán vận tải như là các em không có được học trong quá trình điều hành, đúng không? Thực ra đó là lúc trước nó là một cái bài toán cơ bản trong quản trị điều hành đấy. Ngày nay thì như thì cũng nghĩ sao lại không được đề cập trong bài toán, trong cái môn học quản trị điều hành. Bài toán liên tuyến, cái này trong quản trị điều hành chắc không có đề cập. Rồi bài toán đường ngắn nhất và bài toán vận chuyển tối đa. Riêng bài toán phân công thì tất cả chúng ta các em đều đã có được học trong đó rồi ha. Thầy chỉ nhắc lại các em sẽ coi. Đầu tiên là bài toán vận tải. Như vậy nó đang thể hiện cái chuyện gì? Chuyện cái vấn đề là cung ứng, chúng ta gọi logistics. Thế thì cung ứng chính là một sự liên kết giữa việc sản xuất và phân phối. Có thể là phân phối nguyên liệu để sản xuất hoặc là phân phối sản phẩm sau khi sản xuất. Nhưng dù gì thì chắc chắn nó đang liên quan tới việc phân phối, đúng không? Và chắc chắn nó đang liên kết giữa cái việc sản xuất và một cái nơi tiêu thụ. Tất nhiên khi nói về một cái phân phối như vậy thì mục tiêu của nó là làm sao cho tối thiểu hóa chi phí. Bởi vì khi mà tiến hành cái việc phân phối đó chắc chắn sẽ phát sinh các cái chi phí nha. Liên quan tới chuỗi cung ứng thì thực chất đây là một cái bài môn học riêng đó, về logistics đó. Đặc biệt là các cái sinh viên ở cái chuyên ngành ngoại thương, chuyên ngành logistics thì học rất kỹ cái này, thì chúng ta chỉ đề cập sơ thôi. Thế thì họ phải giải quyết ba cái câu hỏi. Thứ nhất, nhà máy sẽ đặt ở đâu, sản xuất chi phí tối đa là bao nhiêu, và sẽ đặt các cái trạm phân phối ở đâu để cho cái chi phí logistics là thấp nhất để tới tay người tiêu dùng. Thì đó là ba cái câu hỏi cơ bản trong logistics mà cái chuyên ngành logistics sẽ phải giải quyết nha. Tất nhiên liên quan tới những cái câu hỏi đó thì sẽ có những dạng bài toán khác nhau với các mức độ phức tạp khác nhau nha. Ta hãy xem bài toán đơn giản, tức là bài toán phân phối, đó là bài toán vận tải. Thế thì đó là tìm kiếm tối thiểu hóa chi phí vận tải, đúng không? Nguồn em tới cái nhu cầu là từ nguồn em tới cái nơi đến là nguồn anh. Như vậy ta ký hiệu cái nguồn em đó chính là cái nơi cung đó, ký hiệu chữ S, đó supply đó, cái nhu cầu là demand, đúng không? Thì từ S, E cho tới DG, và chi phí vận chuyển là C, E, G. Như vậy nếu ta để ý thì đối với một cái bài toán trong cái mô hình mạng này thì một cái ký hiệu hay một cái biến á, cái biến chính xác là một cái biến á, thì luôn luôn sẽ bao gồm giá trị là cái nơi xuất phát và giá trị thứ hai là nơi đến. Và ở đây xuất phát là Y và đến là G.
đây chính là môn nền tảng cho hai nguồn và ba điểm đến. Các em sẽ thấy khi cái nguồn một tới cái nơi đến là một thì cái chi phí đó là C11, cái nguồn một tới nơi hai là C12, và xét về mặt lý thuyết thì một cái nơi cung ứng sẽ có thể cung ứng cho cả tất cả các cái điểm đến hay là các cái nhu cầu. Do vậy luôn luôn sẽ có những cái nối liên hệ tất cả nguồn cung thứ hai cũng vậy. Và ta thấy hai chỉ khác ở cái một là gì, là cái con số đầu tiên của mình nó đang công thức chung. Ta luôn gặp là tấm pin ở cái chuyện vận tải này. Thế thì cái bài toán không phải luôn mà ta sẽ còn gặp mắt, tức là bài toán mà cái dung lượng lớn nhất đó. Nhưng mà bây giờ ta đang đề cập tới cái chi phí, chắc chắn nó phải là pin. Thế thì khi ta nói có cái x là đơn vị vận chuyển đó, và ta nhớ cho chi phí thì đó đây là chi phí vận chuyển của các em. Giả sử như xe là chi phí vận chuyển 1 tấn hàng thì ta chở 30 tấn hàng, thì đó chính là tổng chi phí vận chuyển, và đó là sigma của y và g từ em cho tới n, m nguồn cung, n nguồn cầu. Tất nhiên khi nói về cung thì cái vận chuyển tối đa bằng cái nơi cung cấp thôi, do đó luôn luôn nhỏ như vậy. Tương tự nhu cầu, không bao giờ ta đem một cái lượng mà nhiều hơn người ta nhận cả, đúng không? Có thể vì cái nhu cầu tăng đột xuất thì ta không đáp ứng được thôi, nhưng mà rõ ràng khi ta chở tới một cái nhu cầu thì ta phải chở đúng như cái lượng người ta, do đó nó cũng sẽ nhỏ hơn hay bằng nha. Ta sẽ thấy nhiều bài toán người ta để luôn dấu bằng, bởi vì trong thực tế thì thường những cái nơi có nhu cầu họ đòi hỏi bằng, ví dụ họ cần 10 sản phẩm ta đem lại có 9 thì coi chừng lần sau họ sẽ đặt hàng nơi khác đấy. Nhưng mà xét về một cái vị thức chung, giống thức chung thì nó sẽ là nhỏ hơn hay bằng. Một số trường hợp đặc biệt, cầu vượt hơi cung thì khi áp thêm cái biến giả của cầu, cái biến giả của cung, xin lỗi, vì cung ít hơn cầu, như vậy ta thêm cái biến giả của cung chính là cái lượng vượt hơn đấy, cái lượng bị thiếu, và gán cái chi phí vận tải là không. Rồi ta sẽ có thấy cái có những bài toán vận tải mà do đặc trưng của cái cung đường vận tải hay là cái tuyến đường vận tải đó, thì hay là thường là ở phương tiện vận tải thì thường là phải đảm bảo lượng vận chuyển một cái lượng tối thiểu là bao nhiêu trên cái đường vận chuyển đó. Ví dụ cái đơn vị vận tải có những cái phương tiện vận tải với những cái có lượng vận chuyển khác nhau, thế thì họ sẽ nguyên tắc vận tải sẽ chở thường là tối đa tải, tức là chịu chở non tải, vì khi đó cái tính kinh tế sẽ không có. Hay tôi tưởng tượng ta có xe tải 5 tấn mà ta chỉ chở có 1 tấn hàng, thế thì khi đó đó là một sự lãng phí. Do đó cái yêu cầu về đảm bảo lượng vận chuyển này thường các cái công ty logistics hay công ty vận chuyển hay đặt ra cho khách hàng, nói anh muốn vận chuyển như vậy nhưng mà thực ra vì tôi đang có những cái phương tiện nào như vậy thì tối thiểu thì anh phải đảm bảo là mỗi phương tiện vận chuyển tôi là phải chở một lượng hàng này để là đảm bảo vận chuyển. Rồi việc vận tải ta sẽ thấy là có những cái tuyến đường nó có giới hạn về cái tải trọng, có nghĩa là chắc chắn các cái công ty vận tải họ đang muốn vận tải nhiều, bởi vì khi vận tải nhiều thì chắc chắn là cái chi phí trên mỗi tấn hàng sẽ thấp xuống, đúng không? Tuy nhiên cũng phải biết về cái thực tế về cái cơ sở hạ tầng nữa. Ví dụ như đi qua cái cây cầu đó, cái cầu nó chỉ chịu được 30 tấn thôi, không thể nào ta chở 40 tấn hàng được, có thể bị sập giống như vừa rồi chúng ta thấy, đúng không? Thì đó là giới hạn cái năng suất tiến đường tối đa. Thì khi đó đây là những điều kiện đưa thêm vào. Tất nhiên ta biết trong toán học đưa thêm cái gì vào đó thì ta đang làm phức tạp cái bài toán đó lên, bài toán đó ta phải giải phức tạp hơn. Rồi trong thực tế ta di chuyển thường ta sẽ có những cái lộ trình mà cấm không cho các phương tiện vận tải, đặc biệt là các
các phương tiện mà của các công ty vận tải, các xe hàng, cái tuyến đường cấm xe hàng không được chở, hoặc là chỉ cho xe vận tải nhỏ thôi. Đây. Do đó đôi khi ta giải ra đúng cái tuyến đường đó là tối ưu, nó đưa tới cái chi phí thấp nhất, đúng không? Chúng ta đang nói về cái chi phí. Thì vì cái việc lộ trình này không được chấp nhận, có nghĩa ta phải bỏ cái biến đó đi, đưa tới cái bài toán này, các cái đường vận tải sẽ chuyển qua các tuyến đường khác, và chắc chắn ta chưa giải, ta cũng sẽ biết là chi phí sẽ tăng lên. Đấy. Hãy xem một ví dụ đơn giản. Giờ công ty sản xuất bê tông có cái đơn hàng 80 tấn ở ba vùng, đây là ba cái demand cho tới ba vùng này, 25, 45 và 10. Đơn cung ứng này có hai dự án rồi, có sản xuất 50 tấn mỗi tuần, 50 tấn đây là chi phí. Người ta thấy cần chỉ có 80 tấn nhưng cái cung nó hơn cầu, đúng không? Vậy là tốt rồi, chỉ là cung ít hơn cầu chẳng ta phải nhiều. Vừa nói ra ta phải đưa thêm cái biến giả vào, đúng không? Rồi như vậy thì ta sẽ chở tới mỗi dự án này sẽ chở tới nơi nào, chắc chắn là ta phải giải bài toán với chi phí thấp nhất. Đầu tiên, như chúng ta đã từng đề cập ở quy luật tính toán, ta phải đặt biến cho, và biến luôn có hai con số, đúng không? Con số đầu tiên là cái nguồn cung, số hai là cái cầu. Dự án một sẽ trở tới, vì vậy ta gọi cái network là một, hai, x work là ba. Như vậy dự án một trở tới x một hai ba. Đây là cái số lượng tướng bê tông sẽ trở tới. Dự án 2 cũng vậy. Tất nhiên hai mục tiêu đó là chi phí thấp nhất, chứa cả 6 cái biến chúng ta vừa đọc. Điều kiện giới hạn là gì? Đầu tiên ta làm cái điều kiện giới hạn bên cung, và sau đó là bên cầu. Quên cái tên này là cầu trước. Vậy đây là cầu nè, phải không? Bởi vì 3 cái địa điểm cầu này, 25, 45, 45. Như vậy khi nó cầu thì ta cứ nhìn cái con số phía sau nào giống nhau là ta cộng lại. Ta kiếm, vì đây là điểm thứ nhất mà, ta kiếm xem phía sau biến nào có số 1, ta cộng lại. Phía sau biến nào có số 2, ta cộng lại. Biến có số 3, ta cộng lại. Và vì là cung, có nghĩa là cái số đầu tiên, ta cứ lựa số đầu tiên nào có số 1, ta cộng lại. Và có số 2, cộng lại. Và điều kiện bắt buộc là không ăn. Bài tóm thì đơn giản quá con kia. Mà chúng ta gặp, đi ra thi gặp một cái bài tóm về mô hình mạng đó, thì cái mà các em dễ kiếm điểm nhất là cái mô hình mạng đó. Phải không? Hồi nãy ta vẽ, đâu có chi nhất gì đâu. Nhưng để có điểm thì rõ ràng, đây ta xem lại cái mô hình mạng hồi nãy đó. Đây, đúng không? Trong ví dụ của ta đó, hai nguồn cung và ba cái cầu. Như vậy khi ta vẽ, ta phải đầy đủ các ký hiệu. Tất nhiên, cái cung thì ta phải có S1, phải có S2. Và mỗi cái nút này là ta phải đánh số 1, 2. Và cầu là gì? 1, 2, 3. Nhớ, đừng có 1, 2 rồi này là 3, 4, 5 nha. Thì khi đó thì cái C của chúng ta, ta sẽ khó, đúng không? Đấy. Và tất nhiên C phải là hai con số, tôi có thấy hai số này ta cứ việc gắn vào, đúng không? Hai số này thì gắn vào. Khi ta vẽ một cái sơ đồ mạng như vậy, ta đã có điểm, cái điểm là cái sơ đồ mạng nha. Sau đó thì ta đặt biến, và ta phải gọi biến cho nó đúng, không? Vì ta nói gọi là chở từ cái được chở từ cái dự án một tới cái
địa điểm kia là các cái địa điểm cầu. Sau đó là hàm mục tiêu. Đầu tiên này thì ta cũng phải ghi cái đơn vị vào, ví dụ ở đây là đô la, rồi các cái điều kiện giới hạn. Đây. Cái này thì đơn giản đó, tự các em về thực hành. Dù cái đó thì ta ra là gì? Ta ra x11 5 x12 4 5. Thực ra trong những bài toán về chi phí này thì ta có thể dự đoán được cái hướng của kết quả, xu hướng kết quả. Vì đây là chi phí thì ta sẽ thấy cái chi phí nào thấp nhất thì tất cả cái khối lượng này nó sẽ dồn vào cái chi phí đó. Ví dụ ta thấy x12 x12 45, vì vậy ta sẽ thấy là cái chi phí một tấn hàng của x12 này nó sẽ là thấp nhất. Đây, thông tin chúng ta kiểm tra lại. Đã ta làm đề cập tới như vậy. Đối với cái giữa ở cái điểm 2 này, ta sẽ thấy là x12 nó sẽ thấp hơn cái x22. Nếu ta thấy x12 thấp hơn x22 thì ta sẽ có thể đoán được là cái nhu cầu của điểm 2 này sẽ được cung cấp bởi cái điểm 1 chứ không phải là điểm 2. Nhá. Phải không? x12 này nhỉ? Là chỉ có 30 thôi, còn cái x2 là 40. Như vậy với nhu cầu của 45 tấn này, tôi sẽ chở hết bằng từ dự án 1, bởi vì đây là chi phí này thấp nhất. Nha. Tương tự, tôi cũng sẽ chở ở dự án 1 cho cái x11. Ta sẽ thấy. Nhưng vì cái 1 này nó tới 25 rồi, tôi đã chở hết cái 45 này. Như vậy nó còn chỉ còn 5 thôi, tôi chỉ chở được 5. Và còn lại 20 á, thì tôi sẽ phải chở ở cái dự án 2. Đấy. Còn dự án 3 thì rõ ràng 23 nó nhỏ hơn 3. Đấy. Không có nhỏ hơn, không nhỏ hơn, nhưng mà vì nó không còn nữa thì nó phải chịu. Đấy, ở đây nó chỉ lớn hơn 2, trong khi đây ở lớn hơn 10, do đó tôi sẽ ưu tiên vào cái này, tôi phải ưu tiên cho cái nhu cầu 2 này. Tương tự ở đây, mặc dầu lớn hơn nhưng nó chỉ lớn hơn có 6, ở đây lớn hơn tới 10. Đó là lý do vì sao mà vùng A này được chở. Thì những cái bài toán về chi phí thì ta cũng có thể đoán được trước được về cái hướng giá trị, đúng không? Tức là cái giá trị ra kết quả sẽ tập trung vào những giá trị nào. Và bài toán phần tập thứ hai, ta sẽ thấy bây giờ phức tạp hơn cái đầu là gì? Là thêm cái quy định của chính phủ nè. Đây, ba loại phương tiện. Thì có cái bảng chi phí của ba loại phương tiện, đúng không? Tới ba nơi. Tức là thực ra đó là cái nguồn cung đó. Như vậy thì tới ba nơi thì thêm một cái yêu cầu là phân bố vận chuyển đều nhau về khối lượng. Chỉ nếu không có cái này là ta sẽ tập trung vào những cái mà ít chi phí, ví dụ như là xe tải nè, đúng không? À. Đấy. Hoặc là xe lửa, ví dụ như vậy. Chứ không có còn dùng máy bay. Nhưng bây giờ chính phủ yêu cầu là phải phân bố đều.
ta sẽ thấy tạc biến có không có gì là khó hết. Ta chỉ cái bảng ra, ta chỉ bỏ, thay vì các cái con số ta bỏ các cái biến tương ứng vào hầm tiêu. Đấy, lượng vận chuyển bằng nhau 3 phương tiện. Điều này có nghĩa là phương tiện thứ nhất này cũng phải 3.000, đúng không? Ta thấy cái số đầu tiên là số 1 là phương tiện đường thứ nhất này. Như vậy tất cả các biến có số 1 đồng 3.000, số 2 đồng 3.000, số 3 đồng 3.000. Ở nơi đến thì đã có nhu cầu rồi, ta phải là số bằng đó, dấu bằng ha, không có lớn hơn thì bằng, đúng không? Chở đúng tới. Ta sẽ thấy các giá trị hai ba, hai ba này, cái chi phí nó sẽ nhỏ hơn 21, do đó 21 không chở gì cả. Đúng. Ta có thể đoán được, hoặc là 31 này chắc chắn là cái chi phí nó tốt hơn 32, 33. À, tốt hơn 3.23. À không, nó mặc dù nó cao hơn, nhưng mà vì các cái số lượng đã kia rồi thì rõ ràng ta thấy đây cái sự chênh lệch này nó sẽ ít, phải không? Đấy. Vì 32, vì điểm 2 đã được nhận hết, chủ yếu là gì? Ở các cái nguồn 1 và 2, hai cái phương tiện 1 và 2, hai phương tiện 2 thì chắc chắn là cái chi phí nó tốt hơn. Phương tiện 3 là máy bay, do đó tập trung vào. Thế tới cái phương tiện 3, vì yêu cầu chính phủ là phải có điều, phải có 3.000. Này, vậy cái phương tiện 3 đó sẽ đưa vào trong cái điểm đến 1 nha. Rồi. Kế đến là bài toán liên tuyến. Như vậy với cái chữ liên tuyến, ta thấy rõ ràng nó đang liên kết các cái tuyến với nhau, phải không? Như vậy chắc chắn nó sẽ có điểm trung gian trước khi đến điểm đến. Tuy nhiên bài toán liên tuyến trong thực tế nó chính là gì? Nó chính là việc mà ta thấy một cái công ty khi mà sản xuất ra thì ít khi nào mà sản xuất cho họ chở thẳng tới khách hàng, đúng không? Họ sẽ phải chở tới kho, từ kho đó họ mới phân phối cho các khách hàng. Thì đó chính là bài toán liên tuyến. Họ sẽ quyết định nó chở tới kho nào để mà phân phối cho khách hàng được tổng các cái chi phí đến khách hàng là thấp nhất. Đó là bài toán liên tuyến. Đây hãy xem. Như vậy hai cái điểm có nhu cầu này nào, ta sẽ thấy đặc biệt của bài toán liên tuyến nó khác với bài toán tải là gì? Là ta đánh các cái số, các cái nút này nó liên tục ha, 1 2 3 4 5 6 7. Còn nãy ta là gì? 1 2 bên kia cũng là 1 2 3. Bây giờ ta sẽ thấy sản xuất nào cung ứng để cho tới nhu cầu thì nó sẽ có một cái trung gian, cái điểm trung gian này các cái nhà kho chở tới 3. Như vậy về nguyên tắc thì mỗi nơi sản xuất đều có thể chở tới 3 cái nhà kho này, và mỗi nhà kho này đều có thể cung ứng cho cả hai nơi nhu cầu. Vì ta chưa giải, ta đâu biết là cái số lượng từ đâu sẽ dịch chuyển về đâu,
do đó ta phải liên kết hết, và các cái chi phí thì ta cũng để lên tương ứng theo ký hiệu chúng ta đã từng đề cập. Đấy. Như vậy sơ đồ mạng của bài toán liên tuyến, khi ta vẽ được gì là ta đã có điểm rồi, đúng không? Tuy nhiên ở đây là thầy đang vẽ thể hiện ký hiệu, còn trong thực tế em phải đưa con số vô, đúng, người ta sẽ cho ví dụ như đây là nhu cầu bao nhiêu nè, rồi ở kia cung ứng là số bao nhiêu, ta đưa số vô đó, người ta sẽ thấy trong cái ví dụ cụ thể của ta. Thì về hàng mục tiêu chắc chắn là chi phí, do đó nó là min rồi, chắc chắn là min rồi. Điểm khởi đầu thì cứ nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là cái nơi cung ứng đấy thì cái mũi tên đi trừ mũi tên đến sẽ tối đa là bằng lượng cung ứng nha. Điểm trung gian, hãy nhớ nguyên tắc của trung gian là gì? Mũi tên đến bằng mũi tên đi nha. Còn cái điểm đến là gì? Nó ngược, nó chính là các cái mũi tên nó trừ nhau, chính là cái nhu cầu, đúng không? À, tên đi trừ tên đến. Để ta xem ví dụ này cho ta dễ hiểu. Bây giờ cái một cái công ty cung ứng này, các cái kệ văn phòng thì có 3 khách hàng, 3 công ty khách hàng. Nhưng chắc chắn công ty này không có sản xuất rồi, không có đặt hàng, 2 nhà sản xuất. Như vậy nó là trung gian. Rồi. Nhu cầu của 3 khách hàng. Và 2 nhà cung cấp. Thì ta sẽ có các cái chi phí tương ứng. Rồi chúng ta sẽ đưa các cái chi phí này lên trên cái sơ đồ mạng. Tất nhiên khi ta vẽ sơ đồ mạng thì các cái nút này, thay vì ta đánh số thì bây giờ với cái tên gọi đó ta phải ghi tên lên, đúng không? 3 tên khách hàng, 2 địa điểm cung cấp, hay là nó sẽ về tính chất của nó là trung gian đó, đó là ở miền Bắc và miền Nam, và 2 nhà sản xuất sẽ cung cấp. Xét về lý thuyết thì mỗi nhà sản xuất sẽ có thể cung cấp cho cả 2 Bắc và Nam, cũng như mỗi nhà trung gian này nè, tức là cái công ty thương mại có thể cung ứng cho cả 3 khách hàng. Ta để các cái chi phí tương ứng lên. Khi ta vẽ được như vậy, ta đã có điểm rồi. Mà tổng sơ đồ mạng ở đây. Vì nó có trung gian gì đó, nó xuất hiện thêm cái K. Hồi nãy ta là Y và G thôi. Bây giờ thêm cái K thì chắc chắn G chính là cái trung gian đó. Và ta phải gọi nha. Y tên là gì nha? G là ai và K là khách hàng nào. Hàm mục tiêu chắc chắn là 7 khách, 7 quyến. Thế thì vì có những cái mối liên kết, do vậy ta phải ghi đầy đủ, kiểm tra lại. Ta sẽ thấy, ta nhìn trên cái sơ đồ mạng, sơ đồ mạng giúp ta kiểm tra đấy. Một sẽ cung ứng cho 3 và 4, phải không? Thế nào? Một sẽ cung ứng cho 3 và 4, 2 cũng vậy, 3 và 4, rồi 3 cung ứng cho 5, 6, 7, 4 cung ứng cho 5, 6, 7. Như vậy thì từ đó ta có thể kiểm tra lại. 1 3, 4, có nè, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, như vậy là đủ rồi hả? Đấy. Có 10 biến, với 7 cái điểm. Từ đó ta xem xét từng điểm, đó. Ta xem xét từng điểm. Ví dụ cái
ta đề cập đến cung ứng, thế thì do rõ ràng cái nơi cung ứng là cái abnormal không bao giờ có thể cung ứng hơn cái năng lực sản xuất của nó là yếu lắm, nhỏ hơn người bảo super sale cũng được. Rồi lượng trung gian đến bằng đi, như vậy khi đến có nghĩa là gì? Đến vì đây là điểm ba thì ta coi cái nào cái đuôi ba ta cộng lại đó là đến, bằng đi, đi là từ là cái ba ở đằng đầu, người ta có 3, 5, 6, 7 tương tự điểm 4 nào. Rồi đi đến zero, thế thì zero là điểm 5, ta coi phía sau đuôi có cái nào 5 ta cộng lại 3, 5, 4, 5 3, 6, 4, 6, 7, 7 để các con số tương ứng vào, luôn luôn có điều kiện cái biến không ăn đó. Khi ta giải ra ta thấy là gì? Điểm sản xuất 1 là đưa tới 3 toàn bộ cái lượng sản xuất của nó. Tương tự điểm 2 đưa tới 4 toàn bộ lượng sản xuất. Và từ 3 và 4 bắt đầu phân phối. Về 3 sẽ phân phối cho gì? 5 và 6. Vì 5 cần có 50 thôi. 6 là cần 5. Cần tới 60, nhưng rõ ràng chỉ đây có 25, tức còn 35 là điểm 4 sẽ cung cấp. Và điểm 7 sẽ nhận toàn bộ là 40. Ta thấy vì cái chi phí tới điểm 1 này, cái điểm mà 50 này, tức là điểm 5 đó, từ 3 tới 5 chi phí này là thấp nhất. Do vậy, nó sẽ đưa ra toàn bộ cái 50 từ 3 tới 5. Vì ở đây nó có 75, đưa 50 nó chỉ còn 25. 25 thì chắc chắn nó sẽ đưa qua điểm 4 chứ không đưa qua điểm 3, chứ không đưa qua điểm 4, thì điểm 3 chỉ có 5 thôi. Đấy, 25. Vì ở đây 60 giờ nó đang cần 45, chắc chắn nó phải lấy từ điểm 4. Đấy, khi ta phân bố, ta thấy rõ ràng cái tính chất logic của nó. Vì cái chi phí 8 là cao nhất, vậy đó không có sử dụng ở cái đường vận chuyển này. Tất nhiên, ở đây thấy 3 là thấp. Nhưng vì ở 1 năm này nó đã nhận đủ rồi, vậy đó không ai không sử dụng. Giờ bài toán phân công. Phân công bây giờ là em một công nhân cho em một công việc và cái chi phí là CG. Thế thì chắc chắn khi ta nói phân công thì mỗi người đều phải có công việc để làm, đúng không? Và mỗi công việc đều có người thực hiện. Thì khi đó bài toán phân công sẽ mới đúng, mới giải quyết xong. Người ta xét, người ta thấy xét về mặt bản chất thì rõ ràng bài toán phân công nó là một cái dạng khác đi của bài toán vận tải. Vì bài toán vận tải là gì? Là ta đưa cái lượng hàng cần tới nơi cần, đúng không? Tức là cái nơi có nhu cầu. Thì bài toán phân công cũng vậy, ta đưa cái người cho tới phân công cái người đó tới cái công việc mà cần có người để giải quyết. Nhưng đặc trưng của bài toán phân công là gì? Đó, ta sẽ thấy khi mà tôi phân công các cái công nhân này nè vào các nhiệm vụ,
Thì xét về lý thuyết thì mỗi công nhân đều có thể được phân công vào một trong ba nhiệm vụ, và mỗi nhiệm vụ thì sẽ có một trong ba công nhân làm, đúng không? Do thế từ mỗi nhiệm vụ này có ba cái đường nối với ba công nhân, nhiệm vụ hai cũng vậy, nhiệm vụ ba. Tuy nhiên ta biết là mỗi nhiệm vụ chỉ một người làm, do vậy chỉ một người sẽ làm một nhiệm vụ và ngược lại một nhiệm vụ sẽ được làm bởi một trong các người công nhân. Do vậy kết quả của nó chỉ là một hoặc là không. Vậy nếu công nhân được giao nhiệm vụ đó thì đó chính là một, còn nếu không là thì không có làm nhiệm vụ nữa, mình duy trì được nhé. Cái việc giao này hay không là tùy thuộc vào cái chi phí liên quan giữa người của cái công nhân thực hiện cái nhiệm vụ riêng đó. Từ đó ta thấy chắc chắn là mục tiêu là biết rồi, vì chi phí mà của cái lượng của công nhân giao, và các công nhân này tối đa là bằng gì? Bằng cái số lượng công nhân đó là S, và cái nhiệm vụ cũng vậy, đúng không? Ta cũng sẽ thấy những trường hợp giống như bài toán một tặng công nhân nhiều hơn công việc, hoặc công việc vượt hơn công nhân. Trong cái trò thì có cái đánh giá. Nếu mà cái công việc vượt hơn công nhân vượt hơn công việc thì dễ thôi. Đó ta sẽ thấy cái ví dụ thì sẽ có công nhân không có không được phân công công việc. Nhưng điều gì xảy ra nếu công việc nhiều hơn công nhân? Kể từ bất tâm chi tiết giả để cho số lượng 2 cái đồng nha. Rồi nếu do năng lực của công nhân thì có việc nào không thích hợp cho họ thì ta sẽ có cái mối liên quan đó, không cái biến mà ta thiết lập sẽ mối liên quan đó. Rồi một công nhân được phép làm tê công việc thì ta chưa cho cái thích hợp, không phải chỉ một mà hai. Ta xem ví dụ có bốn nhà thầu mà chỉ có ba dự án, thì rõ ràng sẽ có một nhà thầu không được phân công dự án. Vì sao không được phân công? Bởi vì ta thấy là cái chi phí trả cho nhà thầu liên quan tới khoảng cách tới công trình, và mỗi nhà thầu thì có khoảng cách tới công trình khác nhau. Thì trong thực tế thì cho người ta sẽ có này, đôi khi là người ta bằng kinh nghiệm người ta nhẩm, đúng không? Ta thấy là ví dụ như tới đây giữ ba người thì ai có buồn gần tí tôi chắc chắn, ví dụ như thế. Nên rõ ràng ta dùng học cái gì để thứ nhất là có cơ sở khoa học là logic, tránh cái việc mà ta giải quyết vấn đề bằng tình cảm, bằng cái kinh nghiệm vân vân. Và tôi sẽ phân công để làm sao để tôi bỏ tiền ra là ít nhất, tổng khoảng cách là tối thiểu cũng đồng nghĩa với tiền. Đó sẽ là mạng bốn công nhân, bốn cái nhà thầu và bốn công việc, bốn cái dự án là ABC cùng các chi phí tương ứng, rồi các cái khoảng cách tương ứng thực chất cũng là chi phí. Và như bài toán phân công và bài toán sơ đồ mạng, hãy nhớ luôn phải gọi tên nhé. Chúng ta sẽ không biết là một là tương ứng ai, hai là tương ứng. Ta có bốn y và chi làm tiêu chưa hết, mỗi y sẽ đo qua tới ba chi, như vậy ta sẽ có là 12, không? 4 lần 3 12, 4 y với 3 chi. Rồi ta giải thích cái giới hạn chút cho chúng ta dễ hiểu. Ta sẽ thấy vì bốn nhà thầu chỉ có ba công việc, như vậy ta nói cái việc chọn nó sẽ là một hoặc không. Nhưng chắc chắn đối với nhà thầu một thì hoặc là họ sẽ chọn hoặc là không, tương tự với các nhà thầu khác, đúng không? Hay nói
rộng hơn là đối với mỗi nhà thầu thì luôn xảy ra cái tình trạng cái khả năng là họ có thể được chọn hay là không. Khi họ chọn nó là một và khi họ không được chọn thì xuống không. Do vậy ở đây luôn tồn tại cái bước đẳng cấp là nhỏ hơn thì bằng một, và cái kết quả chỉ có hai giá trị, một hoặc không. Nếu nhà thầu một không được chọn thì cái ở đây giá trị nó sẽ là bằng không. Nhưng nếu giờ nhà thầu một được chọn thì nó sẽ là bằng một nhé. Công việc cũng vậy, ta thấy công việc ở đây, công việc chắc chắn sẽ chỉ có một nhà thầu làm. Như vậy thì đối với cái công việc đầu tiên đó, thì bốn cái nhà thầu này nè, công việc đầu tiên chắc chắn cái đuôi nó là số 1 đúng không, thì sẽ chỉ có một người làm, do đó nó là số 1. Công việc thứ hai cũng vậy, cái số sau là số 2, công việc thứ ba đấy sẽ là 1. Bởi vì 1 là được chọn hay không, việc này nhà thầu nào được chọn đúng không. Thì từ đó ta giải ra, ta sẽ thấy là tới nhà thầu ba, ví dụ như các em thấy như bài số 9 thì hầu hết các em đều làm đúng hết à, và để có thể sử dụng được pháp luật thị thì chắc chắn lúc ta có đoạn thi tiên đó, từ đó ta có tổng thể chắc có nghĩa là ta thể tính được tổng thể thì khi đó đó là pháp luật thị chỉ có hai biến thôi. Phân công thì ta để phân công đề cập tới bài toán đường dân. Thế thì trong thực tế, trong cái việc vận tải thì chắc chắn để tới được cái nơi đến sẽ qua nhiều cung đường, và có thể có nhiều cái đường khác nhau để cùng tới. Giống như trong cái chương 3 ta có bài toán về ông Vinh, tức cơ quan là thứ 3 đi qua 3 lựa trình. Nói chung sóc lựa thị thì không có gì khó đối với chúng ta cả. Thế thì cái bài toán đường ngắn nhất là gì? Bài 11 này đi, mặc dù nó tên là ngắn nhất nhưng thực ra nó là giống như là cái ví dụ như cái ngắn này không thể thấy liên quan tới là độ dài lý, nhưng mà cái ngắn nó liên quan tới cái thời gian, những chi phí liên quan tới bài 10 năm thực hiện sóc đồ thị thì không có gì khó đối với chúng ta cả. Và liên quan tới bài 11 đó, đường nào được chọn thì là số 1. Bài 11 này đi thì thật ra nó cũng giống như đó, liên quan tới bài 10 thực hiện sóc lụa thị thì không có gì khó đối với chúng ta cả. Liên quan tới bài 11 nè, đó liên quan tới bài 10 thực hiện sóc lụa thị thì không có gì khó đối với chúng ta cả. Liên quan tới bài 11 nè, bài 11 này đi thì thật ra nó cũng giống như là cái ví dụ thôi. Nhưng thầy thấy ví dụ như là em phương thảo gì em giải không được bài 11 à? Thầy nói giống như trong ví dụ con làm bị sai chỗ nào? Dẫn và ta đã biết phương pháp luật thị là chỉ có hai biến thôi. Do đó khi ta để phương pháp luật thị là ta phải biết dẫn. Thế đó ta cũng đó liên quan tới bài 10 thực hiện sóc lụa thị thì không có gì khó đối với chúng ta cả. Liên quan tới bài 11 nè, bài 11 này đi thì thật ra nó cũng giống như là cái ví dụ thôi. Nhưng thầy thấy ví dụ như là em phương thảo gì em giải không được bài 11 à? Thầy nói giống như trong ví dụ con làm bị sai chỗ nào nó không ra, nó bị lỗi những cái đoạn đường có những phương tiện khác nhau. Tất nhiên mỗi phương tiện do đặc trưng sẽ có cái thời gian di chuyển khác nhau và cái chi phí vé khác nhau. Như vậy thì với ứng với cái thời gian di chuyển đó thì công ty sẽ trả cái chi phí thời gian. Như vậy tổng chi phí mà công ty sẽ bị phải trả cho sư dân chính là bao gồm cái chi phí thời gian và chi phí thế. Yeah.
đó là chúng ta đang thấy. Như vậy khi ta giải bài toán này từ sơ cơ, chắc chắn ta nhập vào tổng chi phí này thôi, phải không? Và đây là các cái biến. Có bao nhiêu biến? 3, 5, 8, 10, 13 biến. Không phải 13 biến mà là 13 điểm, 13 cái đoạn đường. Và chúng ta đã cho thấy là có gì x1, 2, từ cái điểm 1 người ta có gì x1, 2, x1, 3, x1, 4 và x1, 5. Tương ứng ta sẽ có là gì? X22 hoặc là X52. Vậy student tôi đi theo đoạn đường này là 1, 2, 5, 6 hoặc là 1, 2, 6, đúng không? À, hoặc là 1, 5, 2, 6, đúng không? Vậy rõ ràng giữa 2 và 5 thì có thể có 2, 5 và 5, 2. Cho đó ta sẽ có từ 1 có tới 6, từ 2 có tới 5 và 6 thôi. Vì cái hướng di chuyển mà từ 3 sẽ có là gì? 4, 5, 6. Từ 4 là gì? Đi tới 3, 4, 6 và 5 là đi tới 2. Nãy ta có đây từ 1 đi tới 5, rồi từ 5 đi tới 2, đấy, rồi từ 2 đi tới 6, hoặc 1 tới 5, 5 đi qua 3, 3 đi qua 6. Cái điểm xuất phát là chúng ta vừa thấy cái sơ đồ đấy, thì rõ ràng bao gồm là các cái đường tới các cái điểm 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, ở tới cái điểm 2, ở điểm 2 này, ta thấy ở điểm 2 mũi tên đến là gì? Chính là 1, 2, đúng không? Cái gì mà ta nói đến đó, là cái con số đó nằm phía sau đó. Như vậy con số nằm phía sau ta thấy chỉ có 1, 2, nhưng đi thì có tới 2 lận. Hai cái mũi tên đó là 2, 5 và 2, 6. Tương tự điểm 3 thì ta thấy lớn đến là gì? 1, 3, 4, 3, có phải không? Nhưng không có 2, 3 nhé, ở đây đâu có cái đường nối với 2, 3 đâu, ta có 4, 3. Và xuất phát đi là gì? 3, 5, 3, 4 và 3, 6. Rồi 4 đến là có là gì? 1, 4 và 3, 4, đúng không? Đi là gì? 4, 3, 4, 5, 4, 6. Điểm 4 đúng không? À, điểm 4 đó. Điểm 5 cũng vậy đúng không? Ta thấy là đến là gì? 1, 5, 3, 5, 2, 5. À, đi là gì? 5, 4 và 5, 6. Rồi 5, 2, 5, 3. Để các em có thấy không? Bởi vì sao ta có những cái đó? Vì sao ta có nói 5, 2? Bởi vì có thể từ 1, 5 là đi từ 1 tới 5, đi 5 qua 2, rồi từ 2 qua 6. Tương tự vì sao ta nói 5, 3? Vì cứ đi theo từ 1 tới 5, đi từ 5 tới 3, rồi từ 3 qua 6. Từ 1 tới 5, từ 5 qua 4, từ 4 qua 6. Hoặc là từ 1 tới 5, từ 5 qua 6. Như vậy rõ ràng từ 5 này, nhớ không có từ 5 tới 1 nha. Không có bây giờ ta tự nhiên ta chạy tới từ 1 tới 5, ta đi trở lại từ 5 tới 1, không? Như vậy thì ta sẽ có là 5, 3, 5, 4, 5, 6. Đến cùng 5 là gì? 1, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 5, đúng không? 1 năm là 2 năm, 3 năm, 4 năm.
Do đó ta xem xét theo từng điểm, à, điểm xuất phát là điểm 1, thế đến điểm 2. Tuy nhiên các cái điểm 2, 3, 4, 5 là điểm trung gian, ta cứ lấy cái quy ước là mũi chân đến bằng mũi chân đi, đúng không? Coi những con số tương ứng. Và điểm đến là điểm 6, chắc chắn cuối cùng phải là tất cả là một con số 6. Khi đó ta bỏ vào, ta sẽ giải ra, và giải ra cái này chỉ có một không và một thôi nhé. Ta sẽ thấy sư dân sẽ đi như thế nào. Nhớ một là được chọn và đi là một ba, từ điểm một đi qua điểm ba, đúng không? Vì đi qua điểm ba do đó cái điểm hai này không có. Các em biết thấy không? À, về từ điểm ba này đi qua điểm bốn, ba bốn là một, đúng không? Về điểm bốn này đi qua điểm năm, điểm năm đi qua điểm sáu, vậy ta sẽ có một ba, ba bốn, bốn năm, năm sáu. Một ba chữ C, ba bốn chữ H, bốn năm chữ G và năm sáu chữ L, tức là C H G L với chi phí thấp nhất đó chính là 150 đô. Bây giờ bài toán vận chuyển cực đại. Bây giờ liên quan tới vận chuyển thì sẽ xem coi với cái năng lực vận chuyển đó thì đi cái đường nào sẽ đạt được vận chuyển cực đại. Tất nhiên mỗi cái mũi tên sẽ có cái đường vận chuyển tối đa hay vận chuyển cực đại. Như vậy tới cái điểm đến thì để có thể giải được bài toán, tôi sẽ vẽ thêm một cái mũi tên từ điểm đến trở lại cái điểm xuất phát nào. Vì chúng ta cứ áp dụng cái quy tắc là gì? Mũi tên đến bằng mũi tên đi mà. À. Như vậy mũi tên đến trở lại điểm nguồn để toàn bộ lưu lượng. Thế thì khi đó cái biến tổng lưu lượng trở được đó chính là cái biến mà ta vẽ thêm này. Đúng không? Tức là từ cái điểm đến cho tới điểm đầu. Và chắc chắn đó là cái kết quả thôi chứ không phải là cái lượng vận chuyển, đúng không? Đâu thế nào thì ta đến thì ta chở tất cả trở lại cái điểm đầu. Giờ đó người ta nói không có dung lượng trong mũi tên, đó là như vậy. Và ta đã biết quy tắc lượng ra bằng lượng vào. À. Đầu tiên là tối đa. Bài toán này là trở lại là max. Nãy ta thấy các bài toán kia là biết. Đấy. Nãy bài toán vận chuyển kia bị liên quan tới chi phí. Còn này là liên quan tới khối lượng vận chuyển. Do đó nó là max. Thì ta sẽ thấy bảo toàn lưu lượng có nghĩa là điểm đến bằng điểm đi. EG sẽ bằng G. Và tối đa là cái công suất thôi, chở tối đa, đúng không? Trên cái thì ta có cái xe tải 5 tấn, chở tối đa 5 tấn thôi. Các tuyến là không đó. Đây, ta xem. Vì vậy, từ cái điểm này nè, điểm 1 này tới điểm 7, thì có những cái vận chuyển này và những cái năng lực vận chuyển trên một cung đường này. Thế thì sẽ vận chuyển như thế nào để mà cái lượng hàng tới đây là lớn nhất? Khi đó ta thêm cái mũi tên vô từ cái điểm tiếp nhận trở lại. Như vậy thì cái biến x71 này, giá trị x71 khi giải ra chính là cái kết quả, đúng không? Mắc đó. Đó là mục tiêu. Ta sẽ xem xét từng điểm. Như vậy, nguyên tắc chung của một cái bài toán mạng này là ta sẽ xem xét từng điểm. Từng điểm, từng điểm. Vì nó là mạng. Còn đối với những bài toán thì ta xem xét tùy theo tính chất vấn đề, đúng không ạ? Ta xem xét theo từng cái khoảng thời gian, tức là tháng hoặc là năm. Hoặc là ta sẽ xem xét theo cái từng cái
mô tả những cái điều kiện đó. Đây. Nhưng đối với các cái giới hạn này thì ta đang xem xét theo từng điểm. Về cái điểm xuất phát, điểm một thì cái đến phải bằng cái đi, đúng không? Đi là 1, 2, 1, 3, 1, 4 sẽ bằng cái đến là 7, 1. Để thì còn các điểm trung gian thì đi bằng đến, đúng không? Và điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6 và điểm 7. Điểm 7 là đến là bằng đi nha. Và mỗi năng lực ta phải đưa vào trong cái server, cái giới hạn năng lực này. Để khi đó khi ta giải ra thì nó sẽ xuất hiện. Những cái này đều có trên cái bài toán đó. Yeah. Vậy thường những bài toán về vận chuyển cực đại người ta sẽ có một cái hình đó trước, vận chuyển từ đâu tới đâu đó, chúng ta thấy người ta sẽ phải có một cái hình đấy, để từ đó ta mới ra được các cái giới hạn, các cái giới hạn năng lực này. Vì vậy khi ta giải ra, ta bỏ vào sân vô, ta giải ra, thì ta sẽ thấy là gì? Ta có thể ra được hai cái giải pháp nhưng hàm mục tiêu đều như nhau là 10 hết. Là các cái biến này ta cũng chuyển được tới cái 7 này sẽ là 10. Người ta sẽ xem coi ở cái cú 7 này vì sao là 10, đây là 4-7 này là 3 rồi, đúng không? 5-7 này là 2, 6-7 này là 5, có nghĩa là 3 cộng 2 cộng 5, đó là 10. Và 7-1 chắc chắn này là 10, vì nó là trở lại cái điểm 1. Mục tiêu tôi chính là X-7-1.